Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, tại một cửa hàng kinh doanh xe điện vào lúc rạng sáng. Vụ cháy đã làm 3 người trong gia đình tử vong. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 7, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện, ánh dương tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc nhiều đơn vị nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề. Theo cơ quan công an, vụ cháy khiến 3 người tử vong, gồm anh T. D. Quy, sinh năm 1985, chị N. T. H. sinh năm 1990, vợ anh Quy, và cháu T. N. L. sinh năm 2016, con vợ chồng anh Quy. Nhiều tài sản như xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình cũng bị thiêu rụi. Địa điểm xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 120m2, chiều rộng mặt tiền khoảng 6 m chiều dài khoảng 20 m chiều cao khoảng 5 m gồm 1 tầng, một lửng, diện tích tầng lửng khoảng 30 m vuông bố trí để ở và sinh hoạt gia đình. Kết cấu tường ngoài ba mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn. Lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn. Hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện. Hiện các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn hà nội liên tiếp xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng tình hình cháy nổ tiếp tục có diễn biến phức tạp đặc biệt là đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực trạng này đòi hỏi người dân phải coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn đặc biệt là trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình